khu vực miền núi có nuôi được đà điểu hay không? Trong cái video này, mình sẽ giải đáp cái thắc mắc đó của tất cả các quý vị và các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ tận dụng bất kỳ những cái vật dụng nào ở địa phương chúng ta sẵn có để chúng ta làm cái hàng rào xung quanh ô nuôi đà điểu của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng tre này, chúng ta cũng có thể sử dụng gỗ này. Tùy chúng ta có cái gì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Mình đóng cọc và mình bao xung quanh để làm cái hàng rào ngăn cái ô đà điểu của chúng ta, và chúng ta có thể nuôi đà điểu được. Đối với cái khu vực mà che nắng che mưa cho đà điểu thì chúng ta sẽ làm nó kín hơn một chút. Chúng ta sẽ có thêm những cái bạt tre hoặc là những cái vách tre để bảo vệ đà điểu của chúng ta những lúc mà thời tiết nó khắc nghiệt. Còn đối với cái thức ăn rau xanh thì chúng ta có thể sử dụng tất cả những rau củ quả tại địa phương chúng ta có. Ngoài ra chúng ta cũng có thể trồng thêm các loại cây cỏ voi và những cái cây gì mà chúng ta khí hậu và địa phương chúng ta nó sẵn có. Và theo thực tế kinh nghiệm của trang trại đà điểu Phương Nam nhận thấy thì cái khí hậu và thổ nhưỡng ở khu vực miền núi hoàn toàn phù hợp để chúng ta đầu tư và kinh doanh đà điểu các bạn nhé. Phương Nam TV, trang trại đà điểu Phương Nam xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn thành công với mô hình kinh doanh đà điểu của quý vị và các bạn. Cuối video, xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh từ thực tế. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì hãy comment ở phía dưới video, mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Come on, get it.